Sau 2 tháng phát động cuộc thi Tổ ấm tôi mơ, sáng nay 20 tháng 9, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải bài viết xuất sắc tháng 7 và tháng 8. 3 thí sinh đã xuất sắc vượt qua nhiều người để nhận giải. Mỗi giải thưởng có giá trị 3 triệu đồng. Tham dự lễ trao giải có nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi Tổ ấm tôi mơ, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Quang Trung, Phó Chủ tịch City Group, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các trưởng phó ban của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và 3 thí sinh nhận giải thưởng. Các bạn thanh niên và đoàn viên thanh niên thành phố cũng nên tham gia cuộc thi để viết nên mơ ước của mình. Có thể là các bạn sẽ không chiến thắng trong các phần thi, không phải là bài thi xuất sắc nhất của tuần, của tháng hoặc là bài viết vào chung kết. Tuy nhiên thì các bạn có thể chia sẻ những giấc mơ về tổ ấm của mình. Cuộc thi thì rất phù hợp với lại các bạn là thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, khu lưu trú. Rồi các bạn thanh niên mà đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh mà ở các tỉnh, hay cũng chính các bạn thanh niên thành phố là người sinh sống lớn lên thành phố, thì cũng thể mơ ước về ngôi nhà của mình. Và như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia cuộc thi. Thành đoàn thì mong muốn là sẽ triển khai đến cho các bạn thanh niên để cùng tham gia cuộc thi, bởi thành đoàn cũng có nhiều dự án ấp ủ để xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc tiêu biểu, và các bạn có thể xây dựng tổ ấm của mình, thì đó cũng là mục tiêu mà thành đoàn và đặc biệt là tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cũng đang làm trong nhiều năm nay. Và hy vọng là thành đoàn cũng sẽ cùng với Báo Pháp luật sẽ lan tỏa cuộc thi này. 3 tác phẩm đoạt giải gồm tác phẩm của anh Huỳnh Đỗ Mừng với bài viết Ước mơ về một tổ ấm để an cư đã đoạt giải xuất sắc của tháng 7. Tác phẩm Chốn bình yên của chị Nguyễn Khắc Phượng Châu và Ước mơ về ngôi nhà của tôi của anh Nguyễn Tấn Hoàng Hải đã xuất sắc đoạt giải của tháng 8. Khi nhận được thông báo đoạt giải bài viết xuất sắc tháng 8 của cuộc thi Tổ ấm tôi mơ thì mình rất là vui và bất ngờ. Vì khi mà mình tham khảo các bài thi, dự thi của các anh chị, các bạn khác á, và xem các clip phỏng vấn thì mình thấy mọi người chia sẻ rất là hay, rất nhiều quan điểm thú vị, nên là mình cảm thấy là vinh dự khi đạt giải. Khi mà mình bắt đầu viết thì mình không xem đây là một cuộc thi, mà mình nghĩ đây là một cơ hội để mình có thể bày tỏ những tâm tư, nỗi niềm, nguyện vọng của mình về ngôi nhà. Bởi vì gần 30 năm rồi nhưng mà mình vẫn chưa có một cái không gian riêng á, nên là mình mong muốn là được bày tỏ hết những cái mà nỗi lòng của mình về ngôi nhà, ước mơ của mình. Cuộc thi Tổ ấm tôi mơ là cuộc thi viết do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tập đoàn City Group tổ chức. Kể từ ngày phát động cuộc thi ngày 1 tháng 7 đến nay, ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi của những người trẻ ở nhiều ngành nghề khác nhau. Với slogan Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện sức sáng tạo, khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến dưới 30, tính tới thời điểm gửi bài dự thi, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác. Người tham gia sẽ trải qua 3 vòng thi, vòng 1 viết lại giấc mơ, vòng 2 họa hình giấc mơ, vòng 3 chinh phục giấc mơ. Tất cả các tác phẩm dự thi gửi về email tổ ấm tôi mơ a@phapluottp.vn. Giải thưởng của cuộc thi gồm 5 giải chính. Một giải đặc biệt là căn hộ thuộc Brand Diaz do City Group trao tặng. Một giải nhất là 40 triệu đồng, một giải nhì 25 triệu đồng, một giải ba 15 triệu đồng, hai giải khuyến khích 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn khác.